Thưa quý vị và các bạn, thông tin được quan tâm nhất lúc này không gì khác đó là công tác tìm kiếm nạn nhân tại tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3 ở Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Trong ngày hôm nay 15 tháng 10, công tác cứu hộ cứu nạn diễn ra khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động tổng lực nhân sự, trang thiết bị, máy móc cần thiết nhất. Cả lực lượng cứu hộ lẫn hàng chục triệu người dân cả nước đều ấp ủ một tia hy vọng rằng sẽ có điều kỳ diệu, sẽ có phép màu xảy ra ở đây. Thế nhưng đau lòng là đến lúc này điều đó vẫn chưa xảy ra. Để có thêm thông tin về tình hình tại khu vực sạt lở và lúc này chúng tôi sẽ kết nối với nhóm phóng viên Đình Hoàn hiện đang có mặt tại hiện trường. Vâng, xin chào anh Đình Hoàn ạ. Dạ, anh có thể cho biết đến thời điểm này thì đã tìm thấy được bao nhiêu nạn nhân và công tác cứu hộ đang được diễn ra như thế nào ạ? Vâng ạ, xin chào trường quay, xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì nhóm phóng viên của kênh VTC 14 đài truyền hình kỹ thuật số VTC đang có mặt tại lối vào dẫn tới hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Tại đây thì như các bạn có thể thấy thì thời điểm này thì thời tiết thì đang bắt đầu có mưa trở lại. Và theo cập nhật của phóng viên chúng tôi thì tính đến 18 giờ 20 phút chiều ngày hôm nay thì cơ quan chức năng thì đã tìm thấy 12 trên tổng số 13 thi thể các nạn nhân bị mắc kẹt tại khu vực tiểu khu 67. Và các nạn nhân này thì đến thời điểm này thì cũng đã đều xác định được danh tính và đã được đưa đến bệnh viện quân y 268 trên địa bàn thành phố Huế để làm các thủ tục về y tế cũng như là tiến hành nhận dạng các nạn nhân. Và tính trong ngày hôm nay thì lực lượng chức năng thì cũng đã huy động gần 1.000 cán bộ với 189 phương tiện cùng với chó nghiệp vụ đến các hiện trường để thực hiện công tác là tìm kiếm cứu nạn. Và đến thời điểm này thì chỉ còn một nạn nhân nữa thôi thì tại tiểu khu 67. Chính vì vậy mà lực lượng chức năng thì đã dồn toàn bộ lực lượng cũng như là các phương tiện máy móc vào đây để có thể là sớm tìm kiếm thêm được nạn nhân này. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì máy phát nổ cũng như là thiết bị chiếu sáng thì đã được đưa từ khu vực này vào trong hiện trường. Và buổi tối ngày hôm nay thì lực lượng chức năng thì sẽ tiến hành tìm kiếm xuyên đêm để có thể là tìm kiếm sớm nhất được thi thể nạn nhân thứ 13 này. Với hướng đường thủy thì trong ngày hôm nay thì lực lượng chức năng thì vẫn tiếp tục sử dụng thuyền, cũng sử dụng cano cũng như là xuồng tốc độ cao để di chuyển từ lòng hồ thủy điện Hương Điền lên tiếp cận với phía thủy điện Rào Trăng 3 và với hướng mục tiêu tiếp cận đó là thân đập của thủy điện. Theo các cơ quan chức năng thì tại khu vực này thì có thể là tập trung nhiều công nhân đang bị mắc kẹt tại đây. Tuy nhiên có một điểm đáng lưu ý đó là thời tiết tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thì thời điểm này thì đang có mưa. Và theo cơ quan khí tượng thì trong buổi tối ngày hôm nay và ngày mai thì khu vực này thì sẽ tiếp tục có mưa. Chính vì vậy mà công tác cứu hộ, cứu nạn thì được dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn bởi lượng mưa kéo xuống kèm theo đó là lượng đất bị hòa quyện vào và công tác cứu hộ, cứu nạn thì sẽ gặp thêm nhiều những khó khăn hơn. Và phóng viên của đài truyền hình kỹ thuật số VTC thì sẽ còn tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn thông tin cứu hộ cứu nạn tại đây trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin mời trở lại với trường quay. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Đình Hoàn với những tin tức cập nhật từ hiện trường.